Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bismon. Hiện tại thì gần nhà mình á, có một cái em đó tên là Cinderace. Đây là cái em mà mình cũng đi tìm khá là lâu rồi nè, chưa có gặp ha. Em là một Pokemon hệ lửa cũng ok lắm á. Nên giờ thì chúng ta cùng nhau thử sức chiến đấu với Cinderace trước ha. Đấy, xong phim rất là nhanh chóng á. Rồi và bây giờ thì mình sẽ thử sức thu phục Cinderace coi. Wow, em này 4 sao nên chắc dùng Fastball là ok nè. Thử nhá, Fastball đâu? Đây, Fastball và Cinderace. Chịu không đây? Nope. Ôi trời, tiếc thế. Ôi, chút xíu nữa là được rồi. Cái em Cinderace này á, em có thể kiểu như là Gigant tao mắt luôn á. Ổn hay ta? Chút xíu nữa là có được em là tiệc cúng mèo rồi. Và trong thời gian rảnh thì mình cũng có đi đánh boss các thứ á, kiếm thêm kẹo. Chủ yếu là hôm nay mình muốn cho những em Pokemon mình từng cho ăn súp mắt á, full cái thành Dynamax level. Hiện tại Urshifu mình thì mới có 2 vạch à. Oh my god! Wow! Mình sẽ cho em ăn thêm 8 cục kẹo nữa để em lên 10 vạch luôn á, maximum luôn. Ngoài Urshifu Rapid Strike ra thì mình còn có Urshifu Single Strike nữa. Em này cũng sẽ được ăn ha. Kẹo em phân bì đấy. Đây, thêm 8 cục cho em này luôn. Và còn một em nữa mà mình mới cho ăn súp mắt thôi. Đó chính là Gengar. Hôm qua thì cũng chỉ mới ăn có 2 viên ha. Nên Gengar cũng cần phải ăn thêm để trở nên mạnh hơn đó. Rồi, như vậy thì toàn bộ số kẹo của mình đã dồn hết cho ba em này rồi ha. Mấy em đều có cái thanh Dynamax level cấp cao hết rồi nè. Vậy thì lúc đó khi Gigantamax lên sẽ gánh tem rất là dữ ha. Rồi số kẹo dư này thì mình sẽ cho những em sau này ăn súp mắt ăn sao ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm công việc trong ngày hôm nay thôi. Bữa nay mình sẽ trở lại với công việc của một thợ câu cá. Lần này thì mình sẽ không có câu mảnh Red Orb hay là câu em Pokemon Greninja đâu, mà mình sẽ chuyển sang mình câu cái mảnh Blue Orb ha. Chủ yếu là mình muốn cho em Pokemon Kyurem của mình trở về dạng nguyên thủy á, giống như Raiden vậy. Lúc đó thì em sẽ rất là mạnh luôn. Mình muốn có thêm một em Pokemon về dạng nguyên thủy á, nên phải cố gắng thôi. Và trước khi đi thì để mình cho mấy em Pokemon của mình tập luyện tay chân xíu nha. Gengar mới ăn kẹo xong đó, vô đấm Banaten xíu đi. Đây 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 đây, đấm em ơi, đấm em ơi. Này thì Banaten nè, giỡn mặt. Tàn đời rồi. Này thì Banate nè. Đi ăn hiếp. Bây giờ có mấy em Gigantamax á là mình đi ăn hiếp boss được luôn á. Boss mà xuất hiện lén phén gần gần nhà mình là mình xúc liền. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi câu luôn thôi. Và muốn câu được cái mảnh Blue Orb đó thì mình phải đi đến một cái vùng biển cơ. Mình chỉ câu được ngoài biển thôi. Nên mình phải cưỡi một em nào đó bay tốt tốt một xíu để đi tới vùng biển á. Gần nhà mình thì cũng có một cái vùng biển, hình như phía sau cánh rừng này nè. Lâu rồi mình chưa qua bên đó. Đi, giờ thì chúng ta sẽ qua đó để ngồi câu cá một xíu ha. Bên đây có cái ngôi đền nè. Ủa, vậy là ngôi đền này mình khám phá chưa nhờ? Hình như là ngôi đền này mình chưa khám phá. Ừ đúng luôn. Được, có thêm một ít cái miếng Blade này nè. Sau này thì những miếng Blade khá là cần thiết cho mình ha. Làm một cái công việc rất là quan trọng á nha. Ồ, được 2 miếng Blade mới luôn. Quá xa đã. Ok, được ấy, được ấy. Sau này mình sẽ dùng nó sao ha. Và phía bên này có một em boss chim. Được á, để mình xúc em boss chim này luôn ha. Và đang định đi câu cá cho mình đúng cây cần câu à. No, mà cần câu đó thì không có xịn. Không có xịn bằng cần câu của mình đâu. Mình là Super Rod lặn. Rồi, giờ thì chúng ta đã gần tới biển rồi ha. Đứng đây câu luôn được không ta? Ừ, chắc đứng đây câu cũng được á. Đi, câu một xíu đi. Boss Gigadot à. Ái chà chà. Kết thúc trận chiến nào ở Shifu. Một đấm nữa. Ừ, hay quá. Ba đấm. Rồi. Ồ, ngoài ra thì mình còn được một cái Latrius Orb nữa nè. Cái này là sẽ búp cho Palkia, búp sức mạnh cho Palkia. Một công đôi chuyện, vừa có mega, viên mega của Gigadot, vừa có cái viên Orb này nữa. Sẵn tiện đây có cái tàu ngầm nè.
Mình sẽ đứng trên cái tàu ngầm này, mình câu cá một xíu ha. Nhưng mà để mình bỏ túi cái viên này đi, để ngồi mình vứt nhầm nữa thì ổn. Mình ưa vứt đồ linh ta linh tinh lắm, cất vô ba lô cho chắc ha. Thêm một lần nữa nha. Một tiếng trôi qua rồi đó mà mình vẫn chưa câu được bất kỳ một cái mảnh blue orb nào luôn. Khó dữ dằn vậy. Ý là bữa nay có trời mưa luôn nè. Chắc câu tỷ lệ cao hơn một xíu đó mà vẫn không có đây. Cái blue orb này nó khó hơn cái red orb rất là nhiều luôn ha. Mình câu thêm một lần nữa nè. Không được rồi đi vô đất liền thôi, làm chuyện khác. Trời thôi xong rồi, ý trời ơi. Ngồi câu cá mà có hai bạn nữ lại cổ vũ luôn mà câu vẫn không trúng. Thôi, coi như là mình không có duyên với việc câu cá bữa nay rồi ha. Hay là bây giờ mình sẽ làm công việc đó chính là đi săn một em Pokemon dùng để kết hợp với Necromata. Cũng có lý. Được. Nhiều khi mình xui trong việc kiểu như là câu Blue Orb á, nhưng mà mình lại may mắn trong việc tìm Pokemon thì sao? Đây rồi, mình đã tới rồi. Cái chỗ mà Pokemon mình cần tìm á, nó sẽ xuất hiện ở cái vùng có cái hoa hướng dương mọc ha. Cái vùng này thì phải đợi nữa. Ui, bây giờ mới giữa trưa hả? Thôi, chừng nào trời chiều chiều đi. Mình quay lại đây sao cũng được. Tại thường thường Pokemon đó sẽ xuất hiện vào buổi chiều ấy. Nên giờ mình có thể đi vòng vòng đây để kiếm thêm Pokemon khác ha. Lượn được một vòng thì mình thấy ở đây nó có một em Pokemon gì nhìn ngầu lắm nè. Cái tướng này chắc là một em hệ... Ủa em này hãy bỏ về nước à? Trời, mà ngầu vậy? Thử mới được. Ừ. Lâu rồi mình chưa cho Rayquaza vô quẩy nha. Để mình đeo cái dòng Mega vô cái đã. Mình sẽ cho Rayquaza quẩy lại ha. Chứ lâu rồi chưa cho em quẩy đó. Rồi, vô. Và tò mò quá, đây là Pokemon gì ta? Trông rất là lạ nha. Em này có tên là Golly Sporebot. Ui, nhìn ngầu thiệt luôn á. Ủa, chỉ là đánh boss mình không có được Mega hả? Ui, tiếc vậy, không được Mega. Phải chi được Mega thì hay quá. Không, nhiều khi mình phải Mega trước khi mà mình đánh boss hay sao á. Mình thiếu cái bước Mega trước rồi. Và liệu rằng chúng ta có chiến thắng được ở trong lượt này hay không? Rồi, kéo ghĩa máu tiếp rồi kìa. Em này có vẻ rất là yếu rồi. Chắc đồng đội mình sẽ xử lý được á. Xong. Và chúng ta có thể thu phục nha. Ui, em này hãy bỏ thì mình sẽ dùng Netball thôi. Netball mình có còn đúng không? Đây nè, mình còn Netball nữa. Thử bắt bằng Netball coi chúng ta có bắt được Golly Sobot không? Ý, được nè. Oh my god, chúng ta bắt được em bỏ này rồi. Mình sẽ coi thử coi em đâu. Đây, em có thể spawn ở mấy cái vùng biển các thứ đâu nè. Hoặc là Ultra Deep Sea ở bên thế giới Ultra. Có dạng... À, em chỉ có dạng bình thường với dạng shiny thôi hả? Được nha. Nhìn chiến đấu thiệt á. Tưởng đâu gặp Pokemon gì thứ dữ không à. Còn về cấp độ Dynamax của em thì là cấp cấp 8 á. Mình để ý những boss 4 sao thì cấp độ Dynamax là cấp 8. Còn boss 5 sao thì cấp độ Dynamax thường là maximum luôn á. Rồi giờ thì chắc đi tiếp coi vùng này còn em nào lạ không. Chưa gì đã thấy một em lạ hoắc rồi đó. Ủa? Đây... Hệ lửa? Hình như đây là dạng chưa tiến hóa của Cinderay thì phải. Ồ, đúng rồi. Cái tướng này là chỉ có dạng chưa tiến hóa của Cinderay thôi. Được, mình sẽ xúc em này. Hồi nãy gặp Cinderay mà chưa bắt được, giờ thì có cơ hội rồi nè. Nếu mà mình thu phục thành công em này thì mình cũng có thể tiến hóa và cho em thành Cinderay đó. Hợp lý. Rồi em có tên là Rabut ha. Vô. Em này thì chỉ có 2 sao thôi nên Rayquaza one shot được luôn nè. Rồi giờ thì tới công đoạn bắt nè. Bắt mới khó đây, mình không biết là mình có nên dùng Fastball hay không. Em này 2 sao thì chắc chỉ Ultra Ball thôi. Thử nhá. Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ cho em ăn súp mắt luôn. Ui. Sao mình nhỏ vậy? 2 lần gặp đều không có chinh phục được em. Khó tính thiệt sự luôn á. Và mình cũng ở cái vùng Sunflower này nè một lúc rồi mà chả thấy cái em Pokemon cần tìm đâu. Bữa nay mình bị xui á. Đó. Đã vậy còn bị Zombie nó cà khịa nữa cơ. Mắc ghét không? Ủa? Cosmog xuất hiện. Đây.
Ui em có chút xíu hà, trời ơi. Chút xíu nữa là không thấy luôn á. Rồi em này chỉ mới cấp 15 thôi. Thành thử ra mình sẽ bắt em này bằng Whitbon trước ha. Thử coi coi Whitbon có bắt được Cosmos hay không. Săn em này hơi bị lâu á nha. Rồi. Được không? Ui không được rồi. Đã vậy còn chạy nữa, em này kiểu như bị nhút nhát á. Chắc em khá là nhát đây. Thôi về đội anh đi, anh luyện cho cấp cao rồi hết nhát luôn. Chịu đi mà, về đội anh đi. Lại nè, Whitbon thêm một lần nữa. Ngại gì bé ơi, về đội anh đi. Kiểu như bắt hụt một cái là em sẽ dịch chuyển để trốn liền luôn. Cái vụ dịch chuyển này mình thấy quen quen lắm nè. Giống như boss Alakazam với công chuyên gia dịch chuyển á. Sau khi thử vài lần đi, em đã chịu về đội mình rồi. Gì đâu mà em nhát lắm luôn. Bắt mãi mới chịu. Nè em đây. Nhân tố bí ẩn nha. Thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà sau này rất là cần thiết cho mình đó. Em sẽ có thể tiến hóa thành hai dạng khác nhau lận á. Nhưng mà phải luyện cấp cho em trước rồi đó. Giờ thì mình sẽ kiếm mấy cái em mà kiểu cấp nhỏ nhỏ để mình cho em chiến đấu rồi lên cấp nữa. Hơi khó đấy. Nhưng mà có một chuyện mình không thể lường trước được. Cái em Cosmos của mình nó hiện tại không có kỹ năng nào gây đam được hết. Rồi sao mà luyện cấp được đây. Hơi khó nha. Nè một cái là để chạy, một cái thì hệ thường nhưng mà không có đánh được. Thế mới khổ ấy. Giờ chỉ còn đúng một cách duy nhất là mình sẽ cho em ăn kẹo. Giờ chỉ còn nước ăn kẹo thôi. Hết cách rồi. Gom gom mấy kẹo đó. Nhỏ bự gì cho ăn láng hết ha. Miễn sao em lên cấp là được à. Bó tay chấm cơm luôn. Lần đầu tiên mình gặp trường hợp này á. Nè cho thêm cục nữa nè. Ồ tiến hóa luôn rồi. Ồ tiến hóa rồi. Lần này tiến hóa thì hy vọng là học được kỹ năng có thể gây đam nha. Và bây giờ em đã trở thành Cosmo em rồi. Ôi có. Tự có kỹ năng mới nè. Có tên là Cosmic Power ha. Rồi và gần nhà mình thì đang xuất hiện một em boss gì vậy? Xúc luôn. Ngại gì vết bẩn. Em này hệ điện nên mình sẽ đưa rau đanh ha. Cho rau đanh vô quẩy. Rồi. Ồ em này có tên là Alex Tivir. Em này cũng hay xuất hiện gần nhà mình lắm nè. Kế bên cũng có một em Pokemon hệ điện đó. Ủa? À không, đây là Pokemon của mấy người đồng đội mình. Tính quýnh boss xong ra bắt á. Nhưng mà không, đó là Pokemon của người ta. Kết thúc thôi. Rồi. Và chúng ta sẽ có cơ hội bắt cái em Alex Tivir này bằng một quả Fastball ha. Fastball bây giờ mình khá là tin dùng để bắt mấy em boss nhiều sao luôn á. Thử coi. Trời ơi, hụt lắc luôn. Mới khoe là Fastball gánh tem đồ. Bắt hụt luôn. Quê thiệt chứ. Thôi không sao. Dù sao thì cũng có thêm ít kẹo nè. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy ra một cục kẹo nữa để cho Cosmo em của mình ăn ha. Để em còn tiến hóa và trở thành dạng cuối cùng. Đang tiến hóa. Và chuẩn bị chào đón hình dạng mới của Cosmo em. Em sẽ có tên là Lunala. Lúc nhỏ thì nhìn dễ thương mà lúc lớn lên sao nhìn thấy ghê vậy. Găng nanh đồ các thứ cơ. Và em này thì có thể cho mình cưỡi và bay rồi. Quá tuyệt vời ha. Ui em còn có một cái skill gì nè. Teleport. Ủa sao dịch chuyển đứng con chỗ vậy. Ok. Dịch chuyển gì là chết luôn rồi. Dịch chuyển mà đứng có một chỗ ha. Và ngoài ra thì có ủa Lunala còn có thể tạo ra hố Ultra thì tùy thích ha. Tương tự với Necroma á. Rồi và bây giờ đội hình của mình đã có Lunala và Necroma cùng lúc đúng không. Thì mình sẽ thử dùng cái này. Này kêu Necroma ra và mình sẽ thử ấn vô cái ha. Đó, mình đã kết hợp Necroma với Lunala lại rồi. Màu hồng nam tính luôn nha. Màu hồng mới chịu. Đã thiệt. Rồi, cầm em này đi đánh boss luôn. Chất chơi người dơi thiệt sự ha. Rồi, vô. Thử kỹ năng mới luôn nè. Hồi nãy là như kỹ năng mới học được kỹ năng Moongin's Beam gì nè. Tấn công thử. Wow, mạnh đấy, cái năng này mạnh nè. Ui nhưng mà ở cái dạng này thì nhìn Necroma không có ngầu lắm á. Cộng thêm cái màu hồng nữa. Trời. Mà thôi kệ. Màu hồng là thấy cũng quái đấy. Được. Thôi kết thúc trận chiến này thôi. Được thêm một ít kẹo nữa nè. Quá đã luôn. Sẵn tiện bữa nay mình farm thêm cũng được một mớ kẹo mắt nè.
Hay là bây giờ mình sẽ cho thêm một em Pokemon trong đội hình mình ăn súp mắt ta? Hợp lý á. Hôm qua thì mình đã cho em Gengar ăn rồi đúng không? Bữa nay thì mình muốn cho một em khác đi. Em đó có thể là Mew. Mew, Mew. Không, không phải Mew này. Mew, Mew. Em đó tên là Mew, đúng rồi. Mình sẽ cho Mew ăn á. Tại vì Mew có cái dạng Mew mình dài á, mình khá là ấn tượng luôn. Mình nhai ngoan à. Hay làm Pikachu ta? Mew với Pikachu thì nên cho em nào ăn trước? Tại vì bác súp mắt này cũng quý giá lắm á. Thôi, dù sao thì mình cũng... Lúc trước mình cũng từng nói là nếu mà có dư ra thì mình sẽ cho Mew ăn á. Nên thôi mình sẽ giữ lời ha. Mình sẽ cho Mew một cái bát súp đi. Như vậy thì Mew Galarian không ăn được súp mắt nha. Vậy là mình phải tìm một em Mew. Mew thường cơ. Mew thường thì mới ăn cái súp mắt này được. Rồi vậy đỡ tốn, đỡ tốn. Cho Pikachu ăn. Rồi Pikachu ăn xong rồi nha. Tặng thêm vài cục kẹo nữa nè. Rồi nha, xong rồi anh dẫn đi quẩy luôn nha. Đi, mình sẽ đi test sức mạnh của Pikachu luôn. Té thử. Coi kìa, cái đuôi của Pikachu phát sáng lên luôn. Nhìn đã thiệt sự. Rồi, thử tấn công bằng một đòn hay điện coi. Vẫn, mà em này kiểu cấp thấp quá nên không có công bằng được. Muốn biết rõ sức mạnh hơn thì chắc phải tìm một đối thủ đáng tầm á. Hoặc là đi tìm hội quán. Hợp lý, bữa nay mình vừa có Necroma nè. Mà phiên bản Necroma kết hợp với Lunala. Đồng thời còn có Pikachu được Gigantamax nữa. Đi đánh hội quán là hợp lý luôn. Rồi đi bé ơi. Mình sẽ đi về hướng nào vậy ta? Đi về hướng mặt trời mọc đi. Đây là... Khoan, đây giống Dracovish của mình vậy ta? Hình như ẻm hay sao nè? Hệ nước chứ hệ rồng. Hình như ẻm đấy. Không lệch đi đâu được hết. Rồi xúc ẻm luôn. Xong thắng luôn. Rất là nhanh gọn lẹ luôn. Đây là boss. Mình tưởng đâu em chim gì mà chim mạ vàng hay sao ấy. Giật mình thì ra đây là boss à. Trượt. Đánh boss luôn nha. Mình sẽ cho Necroma kéo rỉa máu trước đi ha. Rồi kéo rỉa máu xong thì mình sẽ đưa Pikachu vô. Để mình Gigantamax lên. Ui mà em chịu không nổi một hết rồi. Định cho Pikachu vô để đánh boss kiếm kinh nghiệm á. Nhưng mà thôi đi, mình đưa Charizard vô cũng được. Để dám đánh Charizard đi. Rồi kết thúc trận chiến và boss Legendary sẽ cho mình một cái XP xe. Đây là món đồ mình đang săn rất là ráo riết nè. Và cuối cùng cũng ra rồi. Với cái này thì mình chỉ cần cho một em Pokemon giữ thôi là có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những Pokemon khác luôn. Nó sẽ giúp mình luyện nhiều Pokemon trong cùng một lúc được ấy. Quá là tuyệt vời ha. Cái này nó có tới hai loại hay sao á. Cái của mình là chỉ gắn cho các em Pokemon nào muốn chia sẻ thôi. Ra là vậy. Mình nhìn nhầm rồi. Cái này là cái bình thường thôi. Cái xịn thì mình chưa có. Làm mừng học mà. Đấy. Bây giờ mình đã có thể chia sẻ kinh nghiệm cho Pikachu nếu như em đeo cái đó vô rồi. Cũng ok phải đó. Thôi cái này thì luyện một lần được hai em thì cũng ok đi. Tránh trường hợp mà giống như cái em Cosmos lúc nãy thấy không? Cực kỳ khó luôn. Mình mà không còn dư kẹo thì chắc vô phương luyện cấp cho em luôn á. Đây là... đây là một cái chỗ xuất hiện mấy Pokemon hệ ma. Tưởng đâu... Ồ, có boss luôn à. Boss Golet. Ok, boss sub boss luôn. Cho mình một cái upgrade. Lại một món đồ mới nữa. Bỏ túi. Tính ra bữa nay mình nhặt được quá trời đồ mới luôn á. Được nha. Nhưng mà tiếc là không có hội quán mới thôi. Đồ thì có đồ mới nhưng mà hội quán thì chả thấy hội quán mới đâu hết. Ủa đã vậy còn có một em. Em Farfetch này. Em này cầm một cái cộng hành rất là bự. Ui gần này có Latios hả? Đâu? Latios đâu? Ui.
Mặc dù mình không tìm được cái em Latios, nhưng mà gần đây mình có một em rùa nè. Em rùa này mình cũng chưa sở hữu luôn. Được được, em hệ nước ha, mình sẽ cho Pikachu vô. Giờ mời. Lần này chúng ta sẽ thử thu phục Squirtle ha. Cố lên, cố lên. Ô nhưng mà Pikachu chưa hồi đầy máu nữa. Không biết có chiến đấu nổi hay không đây. Mình sẽ Gigantamax cho em lên ha. Rồi, kéo ghĩa được rất là nhiều máu rồi kìa. Về đội anh đi em rùa ơi. Em rùa này nếu mà ở cái dạng tiến hóa cao nhất thì em vẫn có thể Gigantamax á. Nên mình rất muốn bắt em về đội ha. Thôi, xong. Và giờ là công đoạn rất là quan trọng nè, thu phục em. Sớm giờ mình chưa có bắt kiểu như là trọn vẹn một em nào hết, nên mình mong là mình có thể bắt được Squirtle ha. Chịu đi, Squirtle. Đừng hụt nha. Nope. Hụt rồi. Sao mình càng hy vọng là mình càng dễ hụt vậy ta? Mình rất là hy vọng bắt được Squirtle luôn nhưng mà mình thất bại rồi. Hôm nay quá nhiều thất bại luôn. Hôm nay có vẻ là không phải là ngày dành cho mình đi bắt Pokemon ấy. Đỡ buồn hơn rồi. Gần đây có một em Wattato nè. Đây là dạng tiến hóa của cái em Squirtle hồi nãy mình bắt hụt á. Ít ra cũng gỡ gạc nhân phẩm lại. Rồi bây giờ thì mình cần phải bắt em này bằng bóng chứa liền luôn không nha. Ừ, dù sao cũng phải vô chiến đấu đi chứ. Không chiến đấu em không chịu về đội mình đâu. Nhưng mà mình sẽ không tấn công em. Mình chỉ tung bóng chứa thôi ha. Đây, về đội anh đi, lần này thì mình bắt nhiều lần được nè. Đỡ hồi hộp hơn rồi. Đó, hên 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 liền. Chúng ta bắt được quá Wattato trong một lượt luôn nè. Hợp lý nha. Thành viên mới. À, tạm thời mình sẽ cho Raoden vô trong. Giờ chắc mình sẽ chuyển sang mình cày cấp cho Wattato quá. Đây, cho em hết kinh nghiệm miếng đi. Pikachu nãy giờ hết nhiều rồi. Ô, còn có em heo nữa. Sao nhiều em Pokemon. Thôi em heo ơi, về đội luôn đi. Trước sau gì mình cũng sẽ đi săn mấy em này á. Nên giờ gặp, mình cứ bắt trước đi ha. Rồi, bắt em heo lửa luôn. Heo lửa thấy vậy chứ cũng dữ dằn lắm á. Rồi, và được hay không? Có vẻ là được rồi đó. Thành công nha. Được thành tựu gì đây? Thành tựu bắt 10 Pokemon hệ lửa. Wow, cũng hay, cũng hay. Vậy là bây giờ mình có tới tận 2 thành viên mới rồi. Chắc phải chia sẻ kinh nghiệm hơi nhiều đây. Ít hôm nó phải gán săn bot để kiếm thêm mấy cái XP share này nè. Để mình cày cấp cho những em cấp nhỏ dễ hơn á. Chứ một cái thì không đủ chia sẻ đâu. Rồi, giờ thì luyện cấp thôi. Mình thấy có em nào tiến hóa rồi. Có vẻ là Wattato của mình. À, em rùa tiến hóa luôn rồi. Vậy sau một lúc luyện cấp thì em cũng đã tiến hóa cùng với đội hình của mình rồi ha. Và đây là dạng tiến hóa cuối cùng của em rùa này, có tên là Blastoise. Học được Flash Cannon luôn nè. Quá dữ luôn. Rồi, và đặc biệt hơn, mình có thể cưỡi em và chạy hơi bị nhanh đó nha. Mặc dù em là rùa thôi nhưng mà chạy rất là nhanh đấy. Dưới nước thì sao? Dưới nước thì cũng tương đối thôi, không nhanh lắm. Cố lên, cố lên. Ít hôm nữa mình luyện xong cái em heo nữa thì mình sẽ cho mấy em ăn bát súp mắt ha. Để thành dạng này nè. Nhìn hơi bị chất chơi người dơi luôn á. Ui, gần nhà mình có em chuột boss nè. Được. Đây là trận chiến giữa hai em chuột ha. Rồi, Pikachu, Gigantamax. Ý, ghê vậy. Chuột này chuột thành tính rồi. Oh no. Thôi. Đổi. Chuột thành tính rồi, ghê quá. Trời đất ơi. Giỡn thôi, làm gì căng. Em chuột này tính nóng như kem vậy á. Bớt bớt rồi nha, đừng có nóng tính như vậy nha. Nó. Mới nói em nóng tính, em đấm nét rung ma không trượt bất nào luôn. Rồi, làm chuột nướng nè. Này thì nóng tính hả? Giỡn mặt hoài. Rồi, em cho mình một viên đá Z hệ bóng tối. Hệ bóng tối hả? Em nào có cái hệ bóng tối ta? Chắc mình sẽ cho... À, Urshifu. Mình có một em Urshifu hệ bóng tối á. Đây, em luôn nè.
Cho luôn, cho em viên đá Z nè. Không có dùng Gigantamax thì mình còn có tiệc ký Z đâu. Ngày hôm nay, tuy là mình không có bắt được quá nhiều em Legendary mới, nhưng mà ít ra mình cũng có được một em Necroma kết hợp với Lunala trông rất là mạnh mẽ ha, màu hồng nam tính luôn. Đồng thời thì cũng cho thêm một em nữa ăn súp mắt, đó chính là Pikachu nè. Em thì hiện tại chưa có cấp cao lắm đâu, nên sắp tới mình cần phải chia sẻ kinh nghiệm rồi luyện cấp cho em thêm á, cũng như là luyện cho cả em heo nữa để còn mau lên cấp cao và tham gia vào cái đội hình chính của mình ha. Khá là mong đợi sự xuất hiện của mấy em luôn. Nhưng mà mọi chuyện sẽ rất là tuyệt vời nếu như mình câu được một vài mảnh Blue Orb. Bữa nay mình không có được một mảnh Blue Orb nào luôn, nên sắp tới chúng ta cần phải dành ra một buổi để câu lại ha. Hy vọng là câu được thiệt là nhiều luôn, để mình còn cho Kyure trở về dạng nguyên thủy nữa. Rồi, đó là dự định của mình trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình cùng với các em Pokemon. Bye bye.